Ba quân đang nổi lòng căm giận Dương thừa tướng. Trần Nguyên Soái, ngài nói sao lạ vậy? Ngài cầm binh mà lại nói rằng quân sĩ nó quán hận tôi, là sao? Ba quân bảo rằng chính dòng họ Dương đã gây ra loạn tặc, bao nhiêu tiền của bạc tiền thừa tướng đã thẳng tay dơ dắt hết. Nói gì mà lẳng nhắc vậy? Tôi dơ dét gì của ba quân đâu, tại sao lại có dòng họ Dương trong đó? Tôi hỏi ngài nè, mấy ngày nay trong lúc ngài ăn sung mặc sướng, ngài bắt quân nhịn cơm ăn cháo, lòng căm phẫn của họ như sóng tràn thác đổ, tôi không làm sao ngăn được nữa rồi đó. Ồ, vậy là ông bất tài, bất tài rồi. Làm nguyên soái như ngài quả thật là trời, bất tài quá xá rồi. Ngài không ngăn được vậy, để tôi ngăn cho. Dương thừa tướng, trời ơi, hú hồ hú vía. Dạ bệ hạ, gọi hạ thần. Thành trở nên liều, e có bao toàn. Quân tướng sinh lòng vội vàng, e cam muốn thần. Nguyên sứ gia họ Trần, lòng nước không mong đền. Hạ thần cam cháy thân, đem đắp hồi nở cứu cùng. Thành nhớ bây giờ, tao xuyến quân tình. Khi lỡ như vì nặng hận cầm quân giết thành. Âu chắc ông dương tài, định sống quân cầm hờn, nên làm quan tâm cao, xin bây giờ người ra tài. Bây giờ khanh nghĩ sao, e cầm hờn mà không còn. Đâu bệ hạ, thần cũng xin lãnh mạng ra đi. Mà thần ra đi đây cũng là cách đáp đền ân vua lọc nước, chứ không phải như ai kia vậy đâu. Lương thì lãnh mau lắm, chứ có việc thì có đầu lúc cổ. Và xin phép chúa thượng thần đi đây, Dương Hiền Khanh. Dạ bệ hạ, kêu hạ thần. Hiền Khanh ơi, ta đích thân rót rượu tặng Khanh, chúc phúc liều thân trấn an tướng sĩ. Trời ơi, giữa lúc bông ba giặc như sóng tràn sắm vậy, mà tướng sĩ ba quân không nức lòng ngăn loạn, lại bức bách ta tàn hại công thần. Đó, ngài nghe chúa thượng nói chưa? Khanh ơi, lệ ta rơi pha với rượu nồng. Tận tay đưa duyên đang thái tử, tiễn đưa người thắng sĩ sang sông. Người ra đi tất khắc bảo tần, Khanh cất bước đi trấn lòng tướng sĩ. Giang hiền sau lưng chưa thoát vòng tai qua, mà quân tướng sanh tâm ta nghẹn nỗi đau lòng. Dạ muôn tâu bệ hạ. Bệ hạ ơi, thần xin uống cạn ly sóng biển. Y cha ngán qua bệ hạ ơi, và bước chân đi để đền ơn tri ngộ thánh hoàng. Để thần đi cho chắc giả yên tâm, xin sửa áo mão ra cùng tướng sĩ. Tâu bệ hạ, thần đi đây. Tâu bệ hạ. Dạ bệ hạ, thần đi mà bệ hạ còn nói gì nữa bệ hạ? Không, tất cả ta trông cậy vào Khanh. Bệ hạ trông cậy sớm quá, chắc là thần du hà bá quá. Nhưng mà thần cũng phải đi nữa chứ. Thần đi đây.
bệ hạ, quân tàu bệ hạ vừa thấy mặt hạ thần là quân sĩ nó quan hô quái xá bệ hạ ơi. Nó quan hô là quan hô thế nào vậy Khanh? Dạ, nó quan hô nó đòi giết kẻ hạ thần. Rồi Khanh nghĩ sao? Dạ phải đi nữa chứ, ăn cơm chúa phải múa tối ngày, thần phải đi, thần đi đây. Bị đâm lòi ruột, chết. Chúa thượng, Niệm Nô và nội giám hãy đưa chúa thượng vào trong án nghỉ. Sơn tạo phản là tại nhan sắc của ta. Hay có lũ quân binh bất tài vô dụng, bao nhiêu tướng binh hưởng bổng lộc triều đình mà không ngăn được giặc, không giữ nổi Trường An, để cho Thanh Hoàng bị lưu vong môn tàu, là tội của ta hay tội của ai đây? Núi quân ngàn ngày dùng trong một thở là như vậy đó hay sao? Có phải các người nghĩ rằng ta còn kề cận mình rồng giấy phút nào là An Lộc Sơn đuổi theo dây phút ấy có phải vậy không? Vì sợ không ngăn được, lại muốn dùng thấy ta để cản bước tiến qua Lộc Sơn, để cho các người đủ thì giờ bốn tàu để giữ gìn sinh mạng có phải vậy không? Tàu Dương Phi, thôi đừng nói nữa, hãy mang độc dược lại cho ta. Lui ra hết đi. Phải sửa soạn ngựa xe sẵn sàng để lát nữa rước Thanh Hoàng sang đất tục. Đi, mau đi. Niệm Nô, sao ngươi ngập ngừng không nói? Hả, Quy Phi đâu? Dạ, Mu Tâu, lệnh bà đã ra đi. Nàng nói gì ta không hiểu được. Ai biết ta đã đi về hướng nào hả? Mu Tâu, lệnh bà đã đi về hướng này. Hướng này? Ai biết? Trời ơi, ai biết ta đã chết. Ai biết? Ai Phi ơi,
hết cung son, mất cả Trường An xa mà. Giờ đây trên bước đường lũ vong buông thấu, ta lại mất luôn cả ái phi kiều diễm của ta. Một sắc thân mạnh mai yếu mềm dốc liễu, khép kín rèm mi trong giấc ngủ ngàn thu. Đường quyền tôn quyền sinh ra ở nơi đâu, sao lại để người yêu bị người ta bức tử. Sinh mạng bao vương gửi vào thân nhi nữ, ta không tính đáng làm một thân quân. Chúa thượng, xin chúa thượng đừng quá đau thương vì chút tình nhi nữ mà vội quên đi xả tắc giang sơn và tổ tiên xưa đã đem máu xương gầy dựng bao đời. Xin hãy để cho người chết được ngắm cho bạn ngọc ta nghẹn ngào chúa xót quý phi ơi. Chúa thượng ơi, dẫu có tiếc thương người chết cũng chết rồi, dây chúa thượng còn nắng nở sáng hà xa khắp. Nếu chúa thượng biên sinh vì chút tình nhan sắc thì làm sao dám nhìn mặt tiên dương nơi chốn cửu tuyền. Trần Nguyên Soái ơi, bây giờ ta phải làm sao đây? Muôn tàu Thanh Hoàng, xin Thanh Hoàng mạo kiếp lên đường, vì binh mã của An Lộc Sơn sắp tới đây rồi. Làm sao ta đành bỏ ai phi ta lại mã ngôi này chứ được hả Trần Nguyên Soái? Muôn tàu, để Dương Phi lại đây nàng mới vẹn toàn thi thể. Bằng không thần cam lỗi đạo sẽ bầm sát quý phi cho Thanh Hoàng yên dạ ra đi. Đừng Trần Nguyên Soái. Thanh thượng. Đừng Nguyên Soái ơi, xác người bất hạnh nằm kia đã hiến mình ngăn giặc, cho Thanh Hoàng và tướng sĩ đủ thời giờ tìm chốn đào xanh. Ngài nỡ đâu bằng dùng cho đằng tôi tình chi gánh cả trời quan nghiệp. Đâu ai nỡ hận thù người đã chết, phút cuối đời lại không toàn vẹn thi hài. Muôn tâu, xin Thanh Hoàng hãy ra đi, tiên nữ xin ở lại đi giữ thay đắp mộ. Một mai tiếc thương ghé qua chốn cũ, xin thắp một nén hương cho người được ngắm thương. Được rồi, Niệm Mô. Dạ. Ta ủy thác cho nàng, ta mới yên giả ra đi. Ba quân tướng sĩ, hãy chuẩn bị lên đường, kính thỉnh thiên nhan. Ai phi, nhìn biệt ai phi. Từ đây đành cam rẽ chia tình ta, còn đâu ai ân mặn nồng, hết mong thương cùng. Lệ sầu quen mi, lòng ta tan nát. Người âm thanh kia nơi trần gian, môi tuyết than hoa tàn. Thần sầu ly tan thương xót, tại số phận hồng nhan.
em ra đi Vương Phi ơi, nhưng vai ta còn nợ ân gian sang với thần dân. Hồn em chứng cho lòng ta, lệ rơi theo bước chân khi vĩnh biệt. Tất cả hãy nghe theo lời ta, tiền quân khởi hành, hậu quân ngăn giặc nghe chưa? Ai phi, An Lộc Sơn tướng quân. Kìa Niệm Nô, thấy chân người ngọc của ta đâu? Lệnh bà đi rồi. Nàng đi đâu? Nàng thấy Huyền Tôn phải không? Muộn tâu, vì nỗi niềm riêng khó nói nên lệnh bà đã quyết đoạn tình rời xa chốn này. Thơ đào phấn liễu cam liễu xoan phấn đền ơn đã tình. Niệm Nô, nàng đã đi về đâu? Thiền cô hồn lân lân vào cõi hư vô, quyết lòng ra đi lìa khỏi quân dương. Nghĩa là quý phi đã vào cõi thiên tu. Trời thái chân, thái chân nàng ơi thái chân, kìa là xác lạnh vô tri dùng trả nợ tình. Thái chân